còn có thể tham gia vào một số cái phong trào mang tính là hoạt động xã hội. Công nghệ của mạng xã hội phát triển cũng đã giúp cho nhiều nghề trở nên phổ thông hơn. Để giờ đây, game thủ đã được công nhận như một nghề. Esports trở thành một môn thể thao chính thức của SEA Games và những bạn trẻ của Saigon Phantom sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự sân chơi Đông Nam Á này. Ban đầu mình đến với game như một sở thích cá nhân, sau đó dần dần đam mê và coi đây như là một công việc nghiêm túc, một tuyển thủ và bây giờ gọi là một vận động viên. Công việc game thủ giống như mọi người hay tưởng tượng về bộ môn thể thao truyền thống, có hệ thống giải đấu, rèn luyện, tập luyện bền bỉ hàng ngày và tìm hiểu chiến thuật của đối thủ. Mình cảm thấy tự hào khi được đại diện cho Việt Nam với tư cách là một tuyển thủ đem vinh quang về cho nước nhà. Những nghề mới xuất hiện xuất phát từ nhu cầu của xã hội nhưng đã đóng góp nhiều vào sự phát triển của nhiều mặt trong cuộc sống. Vậy nên, mỗi người trẻ cũng cần có một bộ lọc của riêng mình để mang đến những sản phẩm sáng tạo, tạo nên những tác động tích cực cho cộng đồng.